Chứng từ tiếp theo các bạn sẽ đi vào thực hiện lập phiếu xuất kho cho ngày mùng 4 tháng 1 với nội dung là xuất kho công cụ và nguyên vật liệu đưa vào quá trình sản xuất. Để lập được phiếu xuất kho, chúng ta sẽ phải căn cứ vào lệnh sản xuất đã lập. Trong lệnh sản xuất, với mỗi thành phẩm mà các bạn chọn tương ứng với tổng số lượng theo yêu cầu, phần mềm sẽ tự động cập nhật toàn bộ các định mức nguyên vật liệu để tạo ra các thành phẩm. Do đó, việc lập lệnh sản xuất sẽ giúp các bạn rút ngắn được khoảng thời gian và dựa vào lệnh sản xuất để chúng ta đưa nguyên vật liệu công cụ vào quá trình sản xuất sẽ làm tăng chi phí và làm giảm kho công cụ cũng như kho nguyên vật liệu. Các chi phí chính để chúng ta tạo ra thành phẩm bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung. Theo thông tư 133 thì chúng ta không có các tài khoản 621, 622 và 627. Do đó, toàn bộ các chi phí tham gia vào quá trình sản xuất, chúng ta sẽ đưa hết vào tài khoản 154. Do đó, với tài khoản 154, để phần mềm hiểu đó là chi phí nào thì các bạn phải nhớ kèm theo khoản mục chi phí đi kèm. Chúng ta sẽ phản ánh rõ đây là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Có cho các tài khoản 152 để làm giảm kho nguyên vật liệu. Có cho tài khoản 153 giảm kho công cụ dụng cụ. Còn với thông tư 200, chúng ta sẽ đưa thẳng trực tiếp vào bên nợ của tài khoản 621 để làm tăng chi phí trực tiếp. Có cho tài khoản 152 và có cho tài khoản 153. Với thông tư 200 thì chúng ta sẽ không cần phải chọn khoản mục chi phí đi kèm. Căn cứ vào phiếu xuất kho theo lệnh, các bạn sẽ thực hiện trên phần mềm như sau. Để mở được lệnh sản xuất đã lập thì các bạn sẽ vào phân hệ kho, chọn tab lệnh sản xuất, chọn lại số kỳ và nhấn lấy dữ liệu. Các bạn sẽ mở lệnh sản xuất đã lập vào ngày mùng 4 tháng 1. Trong phần lệnh sản xuất sẽ bao gồm lập phiếu xuất kho để đưa nguyên vật liệu cũng như công cụ vào quá trình sản xuất và sau khi thành phẩm hoàn thành thì các bạn cũng căn cứ vào lệnh sản xuất đó để lập được phiếu nhập kho để làm tăng kho thành phẩm. Và theo thứ tự thực hiện, các bạn phải nhớ lập lệnh sản xuất trước để chúng ta có cơ sở lập phiếu xuất kho, tích chọn tất cả các mã thành phẩm và các bạn sẽ nhấn đồng ý. Chúng ta sẽ thực hiện lập phiếu xuất kho cho mảng sản xuất và điền thông tin của người nhận là nhân viên Hoàng Trung Kiên thuộc bộ phận sản xuất. Với lý do, chúng ta sẽ ghi xuất kho nguyên vật liệu theo lệnh sản xuất của ngày mùng 4 tháng 1 và sửa lại ngày hạch toán căn cứ trên phiếu xuất kho ngày mùng 4 tháng 1 năm tài chính. Phần mềm sẽ tự động cập nhật toàn bộ các mã nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ từ lệnh sản xuất và chúng ta sẽ kiểm tra lại toàn bộ, bao gồm mã kho, các bút toán phản ánh đưa vào bên nợ của tài khoản 154 do chúng ta đang hạch toán theo thông tư 133 và có cho các tài khoản 152 và 153 để làm giảm kho công cụ và kho nguyên vật liệu. Với tổng số lượng đưa vào quá trình sản xuất là 26.222,660 thì các bạn phải nhớ kiểm tra lại tổng số lượng căn cứ trên phiếu xuất kho phải bằng đúng tổng số lượng mà các bạn thể hiện trên phần mềm. Với trường hợp khi các bạn thực hiện không đúng thì chúng ta sẽ phải kiểm tra lại phần lệnh sản xuất xem các bạn đã chọn đúng các mã thành phẩm tương ứng với số lượng hay chưa. Nếu phản ánh đúng thì chúng ta sẽ phải kiểm tra lại toàn bộ các định mức nguyên vật liệu cho từng mã thành phẩm đó xem các bạn có chọn sai hay không. Với trường hợp chọn sai thì các bạn phải nhấn đóng bỏ phiếu xuất kho và mở lại lệnh sản xuất để sửa lại các nội dung. Nếu với trường hợp sai từ phần định mức nguyên vật liệu thì chúng ta sẽ phải vào phần danh mục chọn vật tư hàng hóa và mở lại các mã thành phẩm để chúng ta sửa lại các định mức nguyên vật liệu cũng như công cụ dụng cụ tạo ra được thành phẩm đó để chúng ta sửa lại cho đúng lệnh sản xuất và căn cứ vào lệnh sản xuất đã lập đúng để chúng ta lập lại phiếu xuất kho và kiểm tra lại toàn bộ nội dung. Với đơn giá và thành tiền sau khi thực hiện tính giá xuất kho, phần mềm sẽ tự động cập nhật lên. Do đó chúng ta sẽ bỏ qua phần đơn giá đối với toàn bộ các phiếu xuất kho. Và với tài khoản nợ 154 theo thông tư 133, chúng ta phải nhớ sang phần khoản mục chi phí, chọn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhấn phải chuột chọn sao chép cho các dòng dưới. Để phản ánh đây là chi phí nguyên vật liệu
đưa vào quá trình sản xuất để tạo ra các thành phẩm theo đối tượng tập hợp chi phí. Còn theo thông tư 200 thì chúng ta sẽ phản ánh vào bên nợ của tài khoản 621 có cho các tài khoản kho 152 và 153. Với thông tư 200, chúng ta sẽ không cần phải chọn khoản mục chi phí. Kiểm tra lại toàn bộ các bút toán, sau đó các bạn sẽ nhấn cất. Và chúng ta sẽ quay lại phần lệnh sản xuất, phần mềm đã tích vào phần ô vuông, đã lập đủ phiếu xuất kho. Do đó, khi các bạn thực hiện lập lệnh sản xuất mà chưa có lập phiếu xuất kho, chúng ta đã thực hiện lập phiếu nhập kho, thì các bạn phải nhớ làm lần lượt theo đúng trình tự. Lập lệnh sản xuất lập phiếu xuất kho trước, rồi chúng ta mới có cơ sở để nhập kho thành phẩm. Và các bạn sẽ mở đến lệnh sản xuất, phần mềm cũng sẽ tham chiếu đến phiếu xuất kho mà các bạn vừa thực hiện. Với trường hợp các bạn đã lập phiếu xuất kho cũng như lập phiếu nhập kho rồi, nhưng mới phát hiện lệnh sản xuất các bạn thực hiện sai, thì chúng ta sẽ phải vào phần tham chiếu để mở toàn bộ phiếu xuất kho, nhấn bỏ ghi, nhấn xóa. Tương tự đối với phiếu nhập kho cũng nhấn bỏ ghi, nhấn xóa. Và nhấn nạp lại toàn bộ các dữ liệu của lệnh sản xuất và nhấn sửa để chúng ta sửa lại các thông tin. Và sửa lại đúng lệnh sản xuất rồi thì các bạn mới thực hiện lại để lập lại phiếu xuất kho và nhập kho thành phẩm. Do đó các bạn phải lưu ý thực hiện đúng lệnh sản xuất để tránh trường hợp mất thời gian xóa và sửa lại phiếu xuất kho cũng như phiếu nhập kho. Để kiểm tra được phiếu xuất kho đó, các bạn cũng có thể vào phân hệ nhập xuất kho, chọn lại số kỳ, sau đó nhấn lấy dữ liệu thì các bạn cũng sẽ kiểm tra được toàn bộ các phiếu xuất kho, nhập kho mà chúng ta đã thực hiện. Như vậy, tôi vừa hướng dẫn cho các bạn thực hiện lập phiếu xuất kho của ngày 4 tháng 1 theo lệnh sản xuất